Cùng với công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng mùa khô là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, trước, trong, đặc biệt là ngay sau Tết Giáp Thìn, các cấp ngành và đơn vị chủ rừng huyện Lạc Dương triển khai các phương án, biện pháp, trong đó nêu cao tinh thần phòng là chính, không lơ là chủ quan để xử lý khi có cháy rừng xảy ra. Tiểu khu 143-144, đây là diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên được giao cho các hộ nhận khoán của xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương quản lý. Ngoài tăng cường tuần tra, do mùa khô có đông người dân ra vào rừng sản xuất và du khách vào tham quan, thường hay đem lửa vào rừng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Do đó, chủ rừng lập chòi canh lửa, bố trí lực lượng nhận khoán và cán bộ tiểu khu gác trực 24/24 giờ để nắm bắt theo dõi tình hình. Ở địa bàn chúng tôi phụ trách thì diễn biến thì không có phức tạp. Theo chúng tôi biết đây là có người trực, là có người thường xuyên là chúng tôi điều động là tổ hay thường đi kiểm tra hàng ngày. Còn ban đêm thì cũng có tổ trực, cũng họ sẽ phát hiện. Vì mình ở đây là người sống là vì rừng thì chúng tôi phải là quyết tâm phải giữ rừng cho tốt. Lạc Dương hiện có trên 100.000 hecta rừng được giao khoán cho hơn 3.000 hộ dân và 13 tập thể, là địa bàn có diện tích rừng trải rộng, nhiều vùng rừng nằm giáp ranh. Do đó đòi hỏi các giải pháp quản lý, nhất là phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô. Chúng tôi đã có cái lịch phân công cụ thể, lịch trực cũng như lịch phân công cụ thể của ban lâm nghiệp với lại các cái phối hợp tốt với lại các cái chủ rừng, hạt kiểm lâm để thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra và đặc biệt là cái công tác phòng cháy chữa cháy vào cái mùa khô. Lãnh đạo cấp ủy chính quyền là duy trì cái công tác kiểm tra cũng như là phối hợp để xử lý kịp thời các cái vụ việc phát sinh trên địa bàn liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy cũng như là quản lý bảo vệ rừng. Năm 2023, số vụ vi phạm luật lâm nghiệp trên địa bàn Lạc Dương giảm khá rõ so với cùng kỳ, đặc biệt trên các lâm phần không để xảy ra cháy rừng. Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2024, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo ngành kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng phối hợp với các xã, thị trấn, tổ chức tập huấn, xây dựng các phương án đối phó khi có cháy rừng xảy ra. Chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc cái phương án phòng cháy chữa cháy, thông báo phân công lực lượng phòng cháy của ban và thành lập ban chỉ huy phòng cháy của ban, thông báo phân công, thông báo số điện thoại thường trực để tiếp nhận các thông tin về vi phạm pháp luật lâm nghiệp cũng như là về phòng cháy chữa cháy rừng. Cấp ủy chính quyền huyện Lạc Dương xác định song song với việc phòng ngừa, phòng cháy chữa cháy rừng, ngay từ đầu năm các ngành và đơn vị trong huyện tập trung kiểm tra, kịp thời xử lý những vấn đề phức tạp về rừng và địa bàn nóng xảy ra phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp, với quyết tâm giảm cả 3 tiêu chí trong công tác quản lý bảo vệ rừng của năm 2024.